Em xin chào các anh. Này. Hôm nay thì em tiếp tục lên cho các anh ở đây là một cái con máy giải mã nữa của Onkyo các bác nhé. Dòng này là dòng đời cao nhất của con của đời Onkyo đời N7 nhá. Đó là con N7X. Đấy. Onkyo N7XX. Đấy. Onkyo FR N7XX. Thì trước đó nha em có lên một con là Onkyo FR N7 NX. Đấy, đúng không ạ? Thì con N7 NX đấy thì em cũng có giới thiệu là con gần áp chót của đời N7 đúng không? Thì đây, hôm nay là ông trùm về rồi đây nhá. Ông trùm tức là ông đứng cao nhất, đời cao nhất trong cái đời N7 nó đã về đây rồi. On của FR N7XX nhá. Đấy, cao nhất luôn. Đấy, con này thì là nó về đây, tình trạng nó đây nhá. Các bác có thể nhìn thấy là mặt mũi này. Còn đẹp này. Nắp niếc là còn ok này. Còn tất nhiên đây là hàng bãi nhá, nó sẽ vẫn có một vài vết xước sát nhá. Đấy. Nó sẽ có nha, nó không tránh được. Nhưng mà nhìn chung thì là như thế này là rất là tuyệt vời rồi. Đấy, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà thế này thì tổng thể là con này quá đẹp rồi. Onkyo FR N7XX, công suất của máy là 60W. Sử dụng điện 100V. Đấy. Đời máy 2012 nhá, sản xuất năm 2012 rất là mới gần đây. Đấy, series đuôi 3341 nhá. Đấy. Thì bác nào đang có nhu cầu mua con này liên hệ cho bên em nhá. Con này chỉ là như em test ở đây là CD và MD vẫn đang đọc nhá. Này. Đây, CD đây. CD đọc cả đĩa tự ghi luôn nhé. Có tất nhiên là cái đĩa này thì em cũng đã nói rất là nhiều lần rồi. Các cái đĩa CD và các đĩa MD này là em không bao chạy. Em chỉ biết là em test nên thêm cho các bác nhé. Cái này các cái này là em test thêm cho các bác đấy. Về nó dùng được đến khi nào nó thì dùng nhé. Còn đâu là khi nào hỏng thì mình bỏ hoặc là mình tự mang ra thợ mình thay cái mắt mới để mình dùng hoặc là mình có thể là liên hệ cho bên em sẽ hỗ trợ các bác là mang giới thiệu các bác đến các cái thợ chuyên về cái đồ Nhật này, người ta thay mắt cho các bác và các người ta sẽ phục hồi lại cái chức năng CD cho các bác nhé. Còn hiện tại là nó đang đọc được thì mình cứ dùng thôi nhé, khi nào hỏng bỏ đấy. Và các bác dùng cho em các cái đĩa tốt, đừng dùng các cái đĩa cũ đĩa mốc nhá. Rất nhiều trường hợp các bác về dùng các đĩa cũ đĩa mốc mà phôi nó bị kém rồi thì các cái đĩa của thì các cái bọn Nhật này là nó cần các cái đĩa nó phải chuẩn. Còn các cái đĩa đã hỏng, đã cũ, đã mốc rồi thì nó thường là sẽ có những trường hợp nó không đọc đĩa là chuyện bình thường nhá. Còn ở đây em test em đều phải test bằng các cái đĩa là nó thứ nhất là đĩa xịn, đĩa tốt. Cái thứ hai là các cái đĩa tự ghi thì em đều phải dùng các đĩa tự ghi mới ghi luôn. Đấy. Mới ghi và phôi còn tốt chứ em không dùng các cái đĩa mà nó phôi nó đã nát nhá. Đây ví dụ như đây đĩa Nhật các bạn nhìn này. Đĩa xịn của lúc nào nó cũng có các cái mã vạch đầy đủ này, các bác thấy không? Nó xịn như thế cơ mà. Đấy. Đấy, nách bài ok nhá. Đây, giờ xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của cái máy Onkyo FR N7XX này qua cái CD nhá. Con này thì nó còn có thể làm giải mã, thì tí em sẽ test cả chức năng kết nối đường qua mà chức năng kết nối điện thoại để các bác xem luôn nhá. Đấy, các bác ai mà không quan tâm cái CD này có thể bỏ qua cũng được nhé. Mình tua qua cái đoạn này và mình xem đến cái đoạn test mà phần quang phần điện thoại nhé. Nhìn chung chia ly lòng ai nát tan, để lại anh phút ban đầu trả lại cho em. Đấy nhá, đĩa là chạy ok này. Thì bây giờ em sẽ trả cái đĩa vào đây. Đã để làm gì? Là để em test cái đường quang cho các bác nhé. Đã, thì bây giờ mình muốn mở đường quang này. Thì mình sẽ cắm dây quang vào cái cổng ở đằng sau đây là cổng đi store in này. Đốc in này. Đấy. Và mình muốn cắm điện thoại máy tính thì mình sẽ cắm cái cổng video in phía dưới. Đấy, phía dưới cùng. Sau khi mà ấy thì mình sẽ ấy nhá. Trước khi vào test cái đường quang và đường điện thoại thì em test nốt cái MD đã nhá. Ở đây mình bấm input rồi chuyển nó sang cái đường là MD này. Sau đó mình nhét cái đĩa MD vào đúng chiều nhá, nhét đúng chiều cho em nhá. Đúng chiều là như thế nào? Cái thứ nhất là cái phần lõm này, phần lõm xuống này các bác nhìn thấy không ạ? Mình vừa đặt ở phía dưới. Cái thứ hai là cái cửa sắt này các bác nhìn thấy không? Có một cái cửa sắt thì mình phải để ở bên phải. Sau đó đưa vào theo đúng chiều mũi tên.
Các bạn nhìn thấy mũi tên không? Đưa vào đúng cái trường mũi tên nhé. Đưa vào này. Đấy. Đẩy nhẹ vào một phát là nó sẽ có chữ Y một căm và nó sẽ tự nó nuốt cái đĩa vào trong. Đừng đẩy mạnh nhé. Đấy. Đẩy nhẹ nhàng và nó sẽ tự vào. Nó sẽ tự nuốt đĩa vào đây. Sau khi mà nó nhận bài xong thì mình bấm vào đây thì nó sẽ chạy thôi. Thế đây một cái đĩa mà bạn Thọ nha, bạn ghi một cái bài remix Lạc Trôi. Nó thích cái bài này nó ghi vào đây và lấy luôn cái đĩa này để test tiếng Việt luôn. Ok nha, thì đĩa MD có chạy bình thường này, CD có chạy nha. Còn bây giờ em sẽ test tiếp cho các bác ở đây là cái phần gọi là đường quang này. Này. Đấy thì mình sẽ đi bút và chuyển nó sang đường vào có tên là Doc DIG nhá. Và nó sẽ mất khoảng mấy giây gì đấy để nó nhận tín hiệu đường vào mới nhá. Thì lúc này nó sẽ chuyển sang là đường Doc DIG này. Đó thì nó sẽ có tiếng từ đường quang ra này. Bác nào không thích thì có thể chuyển thành tên là digital không cũng được. Đây, ấn phần menu này, ấn menu này thì ở đây có phần name select này, các bác ấn Z ở phía dưới này. Đấy, nó sẽ có Doc DIG này, Game DIG này, BC DIG này và digital không này. Đấy thì mình có thể để digital như này. Đấy, để cho nó dễ nhận biết nhé. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn, nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi. Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ. Một đêm nào em buông ngó buông tay ngậm ngùi xót xa, cho nhau bao nhiêu yêu dấu cuộc đời này, nên đôi tay không cần như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay, còn nhau giữa cơn mê đầy. Đấy, đường quang chạy ok nhá. Đấy, bây giờ mình muốn nghe nhạc từ đường điện thoại ra này, mình ấn input này. Ở đây sẽ có 3 đường vào cho điện thoại là đường video, đường tết và đường line. Thì mình cắm đường nào mình sẽ chuyển đường đó. Như ví dụ các anh cắm đường line ở phía trước này thì anh cứ chuyển đường line cho em này. Ví dụ cắm đường tết là đường tết in là nó sẽ là đường này. Các anh chuyển đường tết nhé. Và nếu như mà cắm đường video in thì phải chuyển đường video như em đang cắm đường video in này. Chuyển đường video sẽ có tiếng này. Đấy. À đấy quên nhá. L7X là đời này nó có giải mã bằng nhạc ra USB nhá. Giải mã nhạc ra USB đấy. Đấy, các định dạng nhạc ở đây nó sẽ đọc được là MP3 và WMA trên đây nhé. Thì các bác copy các định dạng nhạc đó vào đây và mình sẽ nghe nhạc ra nhé. Ok nhá, đường điện thoại có chạy này. Cái này con USB nó vừa để chỗ hơi hiểm, tức là USB nhưng mà lại nằm ở dưới mấy cái cassette này. Tí mãi không thấy. Đây, thì bác nào muốn chạy USB là bác bấm input và chuyển nó sang đường vào có tên là USB nhá. Này. Thì các bác thấy là trong khi mình chuyển sang USB nó sẽ có báo cho USB reading này.
Đây mình sẽ chờ một xíu để cho nó đọc các cái file nhạc ở trong USB này. Sau khi đọc xong các bác thấy nó sẽ báo số bài và tổng số folder, group là folder nhé. Track là số bài. Đấy. Thì mình sẽ xoay này. Đấy, ví dụ như group 1 nó sẽ có bài gì nó sẽ hiển thị ở đây. Đấy. Sang group 2 là folder 2 nó có bài gì nó hiển thị ở đây. Và sang cái group 1 nó sẽ là những bài gì mà nó sẽ hiển thị ở lên. Đấy, ví dụ như là phải chia tay thôi, remix này. Xoay phát nữa ra bài số 65 nó là không bằng. Đấy, của Rin remix này. Đấy, bài số 63 là Đế Vương Vina Hau này. Ít toàn remix thôi. Em say rồi TikTok remix này. Đấy. Đây rồi, Vui Lắm Nha thì cũng lại là một bài nhạc trẻ. Đấy, thì xoay tiếp này. Liên khúc rừng xưa đã khép phôi phai. À, đây là một bài nhạc ấy nhá. Một bài nhạc ngày xưa. Đấy, thì bây giờ các bác nghe thử. Nói chung là nhạc dòng trữ tình Bolero của các bác đấy. Rồi xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của nó qua cái USB nhé. On QFL N7 đời hết số của đời N7 USB. Ta thấy em trong tiền kia với cộng buồn cỏ khô. Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa. Rừng thu lá úa em vẫn chưa về. Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ. Ta thấy em trong tiền kia với mặt trời lẻ loi. Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây. Rừng thu thấy lá mưa bay. Em ơi có khách này. Rừng đông buốt giá mưa bay giặt đào. Ta vẫn mong ta chờ mãi chờ từng ngày của anh yêu. Ta vẫn mong. Đấy nhá, ok. Thì đây là con Onkyo FR là 7 x. Đấy, các bác thấy rồi đấy, nó chạy full chức năng nhá. USB, CD, MD chạy hết nhá. Thì con này là giá của nó là đi đấy, với con hàng đẹp long lanh như thế này nhé. Các bạn nhìn nhé. Đấy, thì giá của nó là 1.690.000 nhé. Thì bác nào đang có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ. Số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 giúp em nhé. Vâng. Đấy. Thì các anh nào đang có nhu cầu mua liên hệ hai số đó giúp em. Vâng, em xin kết thúc video ở đây nhé. Có khách nhà đến mua hàng rồi.